Mời bạn đến với podcast Thì Thầm ngày hôm nay với chủ đề những thắc mắc về cực khoái mà bạn không biết hỏi ai. Đây là podcast Tiềm Phong được đọc bởi AI. Helonosam là không gian cầu nối giữa bạn đọc báo sức khỏe điện tử Ba Lan Helodro và các chuyên gia thuộc lĩnh vực khó nói. Số này nữ chuyên gia tình dục học, tiến sĩ Joanna Niescila, chủ blog Sexual Roberto, PL giải đáp thắc mắc một số bạn về chủ đề cực khoái. 1. Nghe nói, trải nghiệm cực khoái có thể giúp nữ nạn nhân đau nửa đầu khắc phục hội chứng khó chịu. Chuyên gia, nhìn chung nỗ lực thực hành sex cũng như trải nghiệm cực khoái phát huy tác dụng tích cực đến sức khỏe và trạng thái tâm lý người trong cuộc. Sex tạo hiệu ứng tăng khả năng đề kháng và phong độ cơ thể, giảm thiểu nồng độ stress, cải thiện cung cấp máu nuôi dưỡng làn da và nâng cao chất lượng giấc ngủ. Ngoài ra trải nghiệm cực khoái còn có thể cắt giảm cảm giác đau, trong đó có chứng đau nửa đầu. Các nhà khoa học lý giải hiện tượng này bằng thực tế số lượng endorphin tăng đột biến. Hormone được mệnh danh thần dược giảm đau tự nhiên được cơ thể giải phóng trong thời gian sex và trải nghiệm cực khoái. 2. Bài trâu có thể trải nghiệm cực khoái không xuất tinh. Chuyên gia, gắn cực khoái đàn ông với xuất tinh là ngộ nhận rất phổ biến. Bạn khó tin, song sự thật đó là hai hiện tượng tách rời. Vậy nên mày râu hoàn toàn có thể xuất tinh không thụ hưởng cực khoái, cũng như thụ hưởng cực khoái, song không có xuất tinh. Ở đây có chi tiết thú vị. Cảm giác trải nghiệm cực khoái không xuất tinh cường độ sung sướng mạnh hơn hẳn. Vả lại bế tinh, nghệ thuật làm chủ, hạn chế xuất tinh từng là bộ môn khoa học dưỡng sinh phổ biến trong y văn cổ đại Trung Hoa. Tuy nhiên, cần tham khảo ý kiến chuyên gia với trường hợp không xuất tinh ngoài ý muốn và tái diễn thường xuyên. 3. Cả phụ nữ và đàn ông đều có thể thụ hưởng cực khoái núm vú. Chuyên gia, tất cả bộ phận cơ thể chúng ta đều có tiềm năng trở thành địa bàn đặc biệt mẫn cảm. Thường chúng ta liên tưởng địa bàn nhạy cảm với những bộ phận cuốn hút độc nhất trong thời gian sex cả cặp đôi cũng như solo. Trong khi thực tế, cực khoái có thể được giải phóng bởi nỗ lực kích thích hầu hết các bộ phận cơ thể, cũng như thông qua trí tưởng tượng. Vậy nên kích thích núm vú có thể giải phóng cực khoái cả ở chị em cũng như nam giới. Ở đàn ông, những vùng nhạy cảm thường bao gồm khóe miệng, cánh tay, núm vú, bả vai, cổ, tai, mặt, đùi và dĩ nhiên cơ quan sinh dục. Ở phụ nữ, miệng, tai, cổ, cặp bồng đảo, bả vai, mông, bàn chân, đệm, sau đầu gối, khu vực giữa hai đùi và bên ngoài cơ quan sinh dục. 4. Thường xuyên bơn trấn, vuốt ve điểm C clitoris có thể làm tổn thương bộ phận này. Chuyên gia, điểm C là cơ quan được tạo hóa hào phóng trang bị trên 8.000 mút dây thần kinh gấp đôi cầu nhỏ của mày râu. Nhờ thế nó hết sức nhạy cảm với hành vi động chạm. Thao tác âu yếm quá mạnh có thể làm đau, thậm chí tê dại clitoris trong thời gian nhất định. Khi ấy cần lập tức tạm dừng. Bản thân nỗ lực tự sướng bằng kích thích clitoris vô hại với sức khỏe. Câu hỏi đặt ra, thao tác tự sướng điểm C bằng cách nào và có nên sử dụng dụng cụ hỗ trợ? Chà sát cơ quan này quá mạnh hoặc hình thức tự sướng dị thường có thể làm trầy xước, thậm chí chấn thương nghiêm trọng bộ phận này. 5. Lý do đàn ông bản người sau cực khoái. Chuyên gia, trạng thái chúng ta trải nghiệm sau cực khoái có thể ví như trải nghiệm sau say rượu. Trong cơ thể diễn ra vô số thay đổi hóa học khác nhau, trong đó có hiện tượng gia tăng đột biến nồng độ các chất truyền thần kinh và hormone serotonin, oxytocin, endorphin, vasopressin và các opiates endogenous ma túy tự nhiên. Đó là những hợp chất tạo hiệu ứng thư giãn, cảm giác thoải mái và thậm chí buồn ngủ. Ở đàn ông, quá trình máu rời khỏi cơ quan sinh dục bổ sung gánh nặng mệt mỏi thể chất, vì thế họ thường quay lưng và ôm gối ngủ sau một cuộc sex mỹ mãn. Với phụ nữ, công đoạn máu chảy đến và rời khỏi cơ quan sinh dục tốc độ chậm hơn so với nam giới, vì thế người đẹp thụ hưởng lâu hơn trạng thái đê mê thầm kín,